3 sân vận động tốt nhất khu vực Tây Nguyên. Sân vận động Kon Tum được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2010 tại phường Trường Chinh của thành phố Kon Tum. Với diện tích xây dựng 10.530 m², sân vận động chính thức khánh thành vào tháng 1 năm 2013 với kinh phí xây dựng 145 tỷ đồng. Sân vận động Kon Tum có thiết kế hai khán đài ở phía đông và phía tây với sức chứa 11.000 khán giả. Ban đầu, sân vận động không được lắp đặt mái che và chưa được lắp đặt ghế ngồi. Năm 2020, tỉnh Kon Tum đầu tư lắp đặt mái che cho cả hai khán đài của sân vận động. Đến năm 2022, 16 tỷ đồng được đầu tư để lắp đặt ghế đơn trên toàn bộ khán đài, cùng với đó là một màn hình LED được lắp đặt ở trung tâm khán đài phía tây. Sau khi lắp đặt ghế, sức chứa của sân vận động Kon Tum là 9.000 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kon Tum, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhì của Việt Nam. Sân vận động Pleiku được xây dựng trước năm 1975 với sức chứa ban đầu chỉ chừng 5.000 khán giả. Năm 2008, sân Pleiku được khởi công và xây dựng lại gần như toàn bộ với tổng kinh phí xây dựng khoảng 60 tỷ đồng. Sân Pleiku chính thức hoạt động trở lại từ tháng 10 năm 2010. Sau cải tạo, sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên tại Việt Nam. Toàn bộ khán đài sân Pleiku đã được lắp đặt ghế ngồi, hệ thống mái che vòng quanh sân và hiện tại toàn bộ sân vận động đang được phủ màu sắc đại diện cho nhà tài trợ của đội bóng phố núi. Sức chứa hiện tại của sân vận động Pleiku là 10.000 khán giả. Hiện tại, mặt cỏ của sân vận động này vẫn là cỏ lá gừng, tuy khá đẹp về mặt cảm quan, nhưng chất lượng chỉ ở mức trung bình. Nếu nhìn từ trên cao có thể nhận thấy phần sân bóng đá không được đặt cân đối giữa khán đài C và D. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn duy trì cải tạo sân nhà của mình thường xuyên, nhưng hạng mục được khán giả chờ đợi nhất là mặt cỏ mới thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Sân vận động Đà Lạt là sân bóng cấp tỉnh mới nhất được hoàn thành tại Việt Nam. Nó được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2013, nhưng công việc xây dựng chỉ thực sự diễn ra trong vài năm gần đây. Nằm trọn trên ngọn đồi Thánh Mẫu của thành phố Đà Lạt, sân vận động có tổng diện tích 16 hectare này sẽ chính thức khánh thành trong tháng 12 năm 2023, nhân kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Kinh phí xây dựng sân vận động Đà Lạt khoảng 300 tỷ đồng. Sân vận động này sở hữu thiết kế truyền thống như nhiều sân vận động khác tại Việt Nam. Trong đó, khán đài phía Tây là khán đài chính của sân vận động, có thiết kế 2 tầng và mái che màu vàng nổi bật. Các phòng chức năng chính của sân vận động cũng sẽ nằm trong khán đài này. Khán đài phía Đông có kết cấu tương tự, nhưng không được trang bị mái che. Trong khi khán đài phía Bắc và Nam chỉ có một tầng. Một màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt ở khán đài phía Nam. Từ khán đài phía Bắc có thể phóng tầm nhìn về núi Lang Biang và thung lũng tình yêu. Toàn bộ khán đài sân vận động Đà Lạt được lắp đặt ghế đơn, với hai màu sắc chính là vàng và xanh dương. Trong khi khu vực VIP là những chiếc ghế màu đỏ hiện đại hơn. Sức chứa của sân vận động Đà Lạt là 20.000 khán giả. Nó cũng trở thành sân vận động lớn nhất khu vực Tây Nguyên hiện tại. Mặt sân sử dụng cỏ Bermuda, được bao quanh bởi một đường chạy 8 làn tiêu chuẩn dành cho các nội dung của môn điền kinh. Hệ thống chiếu sáng bao gồm hai trụ đèn lớn nằm ở phía đông, cùng với hệ thống các đèn được lắp đặt dưới mái che của khán đài phía tây. Hệ thống đường giao thông được xây dựng đồng bộ giúp khán giả dễ dàng tiếp cận với sân vận động. Đây được xem là một trong những sân vận động sở hữu cảnh quan đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Công trình này được giới thiệu như điểm check-in mới không chỉ cho người hâm mộ thể thao mà còn với người yêu thích phong cảnh Đà Lạt. Trên các khán đài của sân có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh thành phố Đà Lạt với nhiều địa danh nổi tiếng. Hiện tại, câu lạc bộ bóng đá Lâm Đồng đã bắt đầu sử dụng sân vận động này làm sân nhà từ mùa giải hạng nhì 2023.